Clip Thúy Vân tung hoa cưới gây sốt, Hương Giang chiếm trọn spotlight với biểu cảm ê chề, nhìn là biết muốn lấy chồng lắm rồi. Chiều ngày 25 tháng 7, đám cưới Thúy Vân, ông xã doanh nhân Nhật Vũ đã chính thức diễn ra tại một khách sạn 5 sao ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đúng như những thông tin trước đó được chia sẻ, đám cưới được diễn ra với số lượng khách mời hạn chế. An ninh thắt chặt tối đa và truyền thông không tác nghiệp trong hôn lễ chính. Lễ cưới có sự tham gia của 250 khách mời bao gồm những ngôi sao làng giải trí như Hương Giang, Khánh Vân, Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Thành, Hậu Đám Cưới. Những khoảnh khắc đắt giá nhất mới dần được công bố. Đáng chú ý, đoạn clip nàng hậu tung hoa cưới cho hội chị em thân thiết mới đây đã khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao. Và Hương Giang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng. Trong clip, có thể thấy rằng bên dưới sân khấu rất đông người gọi tên Hương Giang và mong cô sẽ bắt được hoa cưới, biểu tượng mang ý nghĩa chạm tay tới may mắn và sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực, sớm trở thành tân nương lộng lẫy. Dù vậy, may mắn không gọi tên cô trong lần này, biểu cảm hụt hẫng pha chút hờn dỗi của Hương Giang và hành động nhìn sang Khánh Vân tìm sự đồng cảm không khỏi khiến dân tỉnh hết sức thích thú.